Mình là chị là tên là chị tên là Thanh. Chị Thanh. Và chị đang là giáo viên. Vâng. Giáo viên chị dạy môn mỹ thuật. Chị vâng. Hiện tại chị đang ở Bắc Ninh, Từ Sơn Bắc Ninh. Vâng. Đấy. Thế thì trước khi biết đến em Ma ấy, thì là chị có bị đau vai gáy và đau đầu. Và bị tuyến giáp nữa này. Thực ra là cái số ký của chị thì cũng không phải là chị không phải là dạng thừa cân đâu. Nhiều quá thừa cân, nhưng mà về cái bụng mỡ của chị thì rất là nhiều. Đấy, chị bị mấy cái thứ đấy và đau đầu nữa. Thế thì chị vô tình chị vào Facebook và chị đã theo dõi em Ma và chị xem cái cuộc nói chuyện của em ấy. Thì chị cũng 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 để tâm, và sau đó là chị quyết tâm. Chị đã đi bỏ một hai buổi đấy để mới sắm đủ được mấy các thứ để chị đầu tư vào đấy để chị làm. Và chị làm rất là nghiêm túc, chị thực hiện rất là nghiêm túc. Đầu tiên là chị xin em được cái liệu trình 7 ngày detox đấy. Thế là chị thực hiện xong thì rất là nghiêm chỉnh và đầy, nói chung là tương đối đầy đủ các cái nguyên liệu mà của em hướng dẫn. Thế xong đó là 7 ngày ăn thuần chay nữa, chị lại cũng được cái liệu trình đấy và chị lại thực hiện tiếp. À, qua đó là 14 ngày. Chỉ 14 ngày thôi là chị đã chưa nói đến các liệu trình kia là chị đã thấy là đầu tiên là da chị nổi mụn kinh khủng. Đấy, mới đầu cũng hoang mang lắm, vì sao mặt lại mụn lung tung hết các cả trán cả mặt lên ấy. Thế xong chị thấy chỉ trong 14 ngày xong là da chị đã thấy đẹp rồi, đã thấy nó căng bóng. Mà chị em bọn em đoán chị sinh năm bao nhiêu? Chị rất là trẻ cơ, em cực kỳ trẻ. Em nhìn chị độ tuổi này chị khoảng tầm mọi người đoán thế nào chứ em sợ em đoán sai. Nhưng trong độ khoảng tầm khoảng trẻ lắm. Em thử đoán tầm khoảng tầm khoảng 30 gì đó thôi. Đấy. Ủa rồi thế á? Vâng, trẻ ơi trẻ, mọi người thấy được không? Trẻ cực ấy. Chị sinh năm 1969. Wow, đây mọi người thấy sợ chưa? Trẻ quá, thì chia sẻ bí quyết đi chị. Mà sau cái thời gian đấy nha, em nhặt tóc chị để mọc dài, da đen mà không có sợi bạc nào đâu đấy. Đấy. Thế xong chị học được những cái của em Ma. Thực ra là mình không phải là mình nghe nhiều của em Ma để học và mình linh hoạt trong các cái công thức cách làm của mình, chứ không cái gì mình cũng hỏi đúng không? Thế thì chị rất là linh hoạt. Và sau cái 14 ngày đấy thì đầu tiên là chị thấy cái cải thiện đầu tiên đó là gì? Cái đau vai gáy thì chị đã giảm hẳn. Chị không bị nữa. Vì trước đấy chị đau lắm, chị phải đi điều trị, thế rồi là không giơ được lên này, không giơ được lên này để mặc áo, hoặc là mặc cái áo mà giơ lên đã thấy đau điếng người rồi. Đấy, tức là bất kể làm cái gì rất là khó khăn. Xong đấy bây giờ chị thấy suốt từ ngày đến giờ là chị không bị hiện tượng đấy nữa. Đấy, đau đầu thì giảm hẳn. Cái thứ hai là cái bụng mỡ nó giảm kinh khủng luôn. Đấy, mà thực hiện đúng chỉ cần 14 ngày thôi là chị đã thấy cái cơ thể của mình đã giảm được cái lượng mỡ là giảm hẳn, giảm rõ rệt luôn ấy. Tức là trước đây chị cũng dùng cái ăn cái gì nhỉ, không phải là giảm cân mà chị đã dùng sang cái gọi là thực phẩm dinh dưỡng là cái Hapline. Rất nhiều người dùng cái đấy, rất tốn tiền, mà khi dùng xong, tức là dùng xong thì nó lại đâu vào đấy nếu mình không dùng nữa đấy. Thế thực ra nếu như mình dùng đủ các loại vitamin và các thứ của nó, cả bộ của nó thì rất là tốn, một tháng có thể lên đến vài triệu đấy. Thế nhưng mà sau khi mà chị dùng chuyển sang cái dinh dưỡng này của em Ma thì chị thấy là mình chỉ tốn cái lúc đầu thôi, cái lúc đầu mình đi mua để cho đầy đủ các cái loại hạt, rồi các cái loại, nói chung là để các nguyên liệu. Thế thì sau mình chỉ bổ sung rau riết thôi, chứ mình không phải mua nhiều, không tốn kém gì cả, mà rất là tốt cho sức khỏe. Chị thấy như thế, cơ thể nó rất là nhẹ nhõm. Mà chị chưa có, chị thực ra đấy, mấy tháng sau chị chuyển sang cái 31 ngày đấy, cái 31 ngày của em Ma thì mấy tháng rồi chị không ăn một hạt cơm trắng nào đấy.
Thế mà không bao giờ chị thấy đói, không nào chị thấy đói mà chị vẫn cứ nói chung là vẫn tràn trề năng lượng để làm việc. Mà trước đây chị hay mệt mỏi lắm, đi về là ăn uống xong, tức là ăn buổi tối mà cứ ăn cơm các thứ cùng với gia đình xong nó nặng nề lắm, chứ nó không nhẹ nhõm như là khi mà mình sử dụng những cái cái phương pháp này của Emma thì mình thấy thấy rất là hiệu quả, phải nói là tuyệt vời đấy. Đến thời điểm này thì chị vẫn duy trì, có nghĩa là chị cũng cũng không phải là mình hoàn toàn, có lúc mà ví dụ những cái cuộc liên hoan của gia đình hay là Tết nhất thì chị vẫn có thể ăn cùng với gia đình trong một ngày chị có thể ăn một bữa, thế còn các bữa sau mình chị vẫn duy trì ăn ăn salad đấy, hoặc là bây giờ chị buổi sáng ra mà chị vội ấy, chị vội thì chị vẫn ăn bánh mì đen cùng với chuối với lại cái bơ lạc, hay là chị mua những cái yến mạch chị về chị nấu cháo cùng với lại bí ngô đấy, rất là nhanh, nhanh lắm, nấu rất là nhanh mà ăn ăn thì nó nhẹ, tức là trong cơ thể mình rất là nhẹ nhàng đấy. Mình đấy là những cái bữa ăn chay mình linh hoạt thôi, chứ mình sau khi mình đã sử dụng các cái liệu trình đấy rồi, xong rồi thực hiện rồi thì mình vẫn linh hoạt ăn hàng ngày như thế nào đấy, để mình tự điều chỉnh, lắng nghe cơ thể mình và mình điều Rồi. chỉnh Đúng rồi. đấy, chứ mình không cứ phải nguyên tắc là cứ phải một tí lại hỏi em ma ơi chị xong thế này rồi thì giờ ăn như thế nào. Thế thì sau khi mà chị nghe nhiều và chị học, chị đọc thì chị nghe nhiều em ma nói chuyện thì chị cũng hiểu ra và chị linh hoạt. Chị linh hoạt tức là mình có thể mình ăn, mình cân bằng được dinh dưỡng, tức là có thể rồi đấy, cô đi làm thì chị có thể là mang thêm một số loại hạt, hoặc là buổi tối hôm trước chị chuẩn bị trước sẵn thì sáng chị dậy sớm chị ép các thứ, thế rồi chị chọn chị cho vào chai đấy thì chị mang đi làm chị sử dụng, nhưng mà nếu mà đói thì ăn một vài cái loại hạt thế là xong, rất là đơn giản mà không cầu kỳ mà rất là tốt cho sức khỏe. Thì đấy Cho em đấy là hỏi một chị chút này, sau khi cái hành cũng trình 31 ngày thì các vấn đề bệnh lý của chị đã cải thiện mức như thế nào rồi chị? chị cải thiện với ví dụ như về đau vai gáy là bây giờ chị không thấy đau nữa Khỏi bệnh đấy. đau vai gáy. Thế rồi cái tuyến giáp chị đi khám thì trước đây tuyến giáp thì những chị bị đa đa nhân ấy, tức là rất là nhiều chứ nó không, bây giờ thì chị đi khám lại thì nó giảm rất là nhiều và nó nhỏ đi, Nhỏ nó nhất tuyến giảm giáp nhiều đấy lắm. chưa? Tuyến giáp đã cải thiện rất Tức là là tốt. trước đây cái tuyến giáp chị hay bị cường giáp, tức là nằm ấy, nằm ngủ ấy, thực ra chị cứ phải nằm ngửa ra, nếu như nằm này thì rất là khó thở, nhiều khi bị khó thở đấy, nhưng bây giờ từ ngày ra chị không thấy cái hiện tượng đấy nữa. Chữa lành những vấn đề về tuyến giáp. Còn bệnh Đấy, gì nữa không chị? Những vấn đề sức khỏe khác chị có để ý không? Về tóc, về da đau cũng đẹp hơn, đường tiêu đau. hóa, về tinh thần. Ôi tiêu hóa thì đầu tiên là chị cái bị táo bón, tức là trước đây chị táo bón kinh khủng, lúc nào cũng bị đấy, thế từ ngày từ khi mà thực hiện thì ngày nào cũng đều đặn đấy, rất là dễ dàng đấy, rất là hay. Mà mình chị nghĩ là không cần phải thuốc, mà một cái chế độ ăn uống dinh dưỡng cho mình mà nó có thể là không phải là một bệnh, không phải chữa một bệnh, tức là nó nhiều được nhiều thứ đấy. Đấy đấy là cái mình gia đình mình có ai dùng cùng không chị? Chị hiện tại thì đợt này thì ở bên 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 chỗ chị cái dịch COVID rất là nhiều, thế là buổi sáng ra chị cũng cũng bắt đầu chị dạy chị ép cho mọi người uống để cho nó cũng nó bổ sung những cái các loại vitamin C các thứ, thì chị cũng ép cho mọi người uống. Đầu tiên là chị cũng cũng pha cái detox nước chanh mật ong, một chút mật ong nước chanh nước ấm ấy cho mọi người uống, cả nhà uống, thế xong rồi chị cũng ép. Đấy Chị thấy là ngủ ngon không? Ngủ ngon, người tỉnh ngủ táo, ngủ ngon. ngon lắm, ngủ ngon lắm, say lắm. Chưa, Ngủ một mạch đúng đấy không? Những người tầm chị tuổi hơn chị rất hay bị hơn vấn đề 50 giấc ngủ. tuổi rồi, nhưng mà chị trung bình tức là trước là cũng ngủ, tức là ở đấy nói chung là đấy lại nói thêm về cái cải thiện về giấc ngủ, tức là cái tuổi của chị rồi nó cũng là cái tuổi là về về tiền mãn kinh rồi, thì tức là ở cái tuổi đấy ấy, thường thường nó nhiều những cái thay đổi của cơ thể lắm, tức là đầu tiên là ví dụ như phụ nữ là hay bị mất ngủ, nếu mà tiền mãn kinh là rất là hay bị mất ngủ, nó thay đổi, tức là nhiều nhiều đêm chị cũng ngủ nó không sâu, nhưng đến bây giờ
ngủ trưa hay buổi trưa nghỉ thì cũng ngủ sâu, buổi tối cũng thế, cứ từ sáng từ cầm từ tập nói chung là từ tầm 10:30 cho đến sáng thì ngủ một giấc sâu khỏe mạnh. Ừ, Người dậy rất đấy tỉnh táo, không mệt mỏi đúng đúng không? rồi, cải thiện được Đấy, cái giấc ngủ nữa đấy, đúng rồi đấy. đấy nó cải thiện rất là nhiều. Tinh thần thì sao? Tính tình mình thay đổi không? Nó Ờ, tính mềm tình thay đổi nhẹ nhàng hơn, mình nói chung là cái tất cả mọi thứ nó thay đổi theo hướng tích cực. Tức là chị ừ. cũng học của em Mai nhiều thứ, không phải về cái thay đổi về chế độ dinh dưỡng mà để mình cũng về tinh thần, mọi thứ mình cũng không sân si, rồi cũng không không nói chung không chấp một nhặt một thứ gì cả, bỏ qua hết. Tức Đúng là nhìn mọi thứ nó tươi sáng lắm, mọi thứ đúng thế, về cái tinh thần như thế. Chị thực ra chị cũng cũng rất là hay nghe nghe em nói chuyện, thành ra là chị học được nhiều thứ và cũng hay linh quá, hoạt trong tốt đấy, quá phải chị, thế. tốt quá, tuyệt vời. Nghe câu chuyện chữa lành của chị em thực sự em rất là vui và hạnh phúc, bởi vì chị đã tìm ra được giải pháp chữa lành cho chính bệnh tật của mình, mà trước đây chị đã từng uống các loại thuốc, rồi uống các loại chức năng thì thấy nó không đem lại hiệu quả tốt, nó không đem lại hiệu quả tuyệt đối. Mà khi bây giờ chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống một chút và chị thải độc thì tự dưng tất cả các vấn đề bệnh lý của chị đã được cải thiện và chữa lành. Đấy là một điều vô cùng tuyệt vời, và đến độ tập tuổi này của mình mới nhận ra cái điều đó thì nó còn rất là ý nghĩa, đúng không chị? Đúng rồi, Đấy. nhất là tuổi chị, mà tuổi chị bây giờ rất là cần cho sức khỏe. Thực Vâng. ra mọi người không không chú ý cái lúc khỏe thì cứ nghĩ mình đơn giản đấy. Chị cũng thực ra chị cũng đi nói chuyện rất nhiều người, nhưng nhiều người làm gì có thời gian. Thế chị cũng bảo ôi giời, sức khỏe là do mình chứ chả ai cho mình được. Thế bây giờ chị cũng chỉ đến nói đến thế thôi, còn ai nghe được, ai mà thấy tốt thì làm, mà không thì chị cũng đành chịu đấy, chị cũng như Vâng. thế. Thì còn bây giờ mình cũng phải là đầu tiên người ta nhìn thấy mình đã, Vâng. mình khỏe và mọi thứ nó thay đổi thì lúc đấy người ta có thể là nhiều người sẽ quan tâm hơn. Vâng. Vâng, rất là tốt. Chị có lời khuyên gì cho tất cả anh chị em, những người muốn cải thiện chữa lành các vấn đề sức khỏe tương tự giống như của chị, hay là những người muốn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để họ có thêm động lực không chị? Chị cũng 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 có một lời khuyên cho tất cả mọi người, đó là gì? Thực ra sức khỏe đấy, nghe em Ma cũng nói nhiều rồi, cái sức khỏe thì không thể ai cho mình được bằng bằng chính bản thân mình. Thực ra mình mới 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 lắng nghe được cơ thể mình và mình tự mình làm cho sức khỏe của mình là do sức khỏe của mình là do mình, chứ không thể ai mang được cho mình. Cho thế cho nên là theo chị, nếu mà nếu biết được cái chế độ dinh dưỡng của em Ma này thì mọi người cũng nên 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 làm, và làm nhưng mà phải nghiêm túc, thực ra phải nghiêm túc chứ không phải là ví dụ cái chế độ chị chỉ cần đơn giản là cái chế độ ăn 7 ngày ăn chay thôi, hoặc là 7 ngày detox thôi. Nhưng mà trong cái 7 ngày đấy mà mình không nghiêm túc, mình thực hiện mình thực hiện 2 ngày sau mai lại ăn mọi thứ đâu vào đấy thì cũng không ăn thua. Cho nên Vâng. thực ra đã làm cái gì phải làm bằng được, chứ không 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 kiểu như bỏ dở chừng rồi xong rồi lại chán đấy, làm như thế nó không hiệu quả. Nên thực ra cứ đúng, làm nghiêm túc và thực hiện theo đúng cái những cái liệu trình mà em Ma đưa ra thì nó rất là tốt, thực sự nó rất là tốt. Và mình hiểu là chị hiểu là tất cả những cái cây rau củ quả hoa những rồi tất cả những thứ của Việt Nam mình rất là sẵn, và như mỗi một thứ đấy là một loại thuốc đấy, chị nghĩ là như Vâng, thế. đúng rồi chị. Mỗi một Nhưng mà loại lý rau một loại thứ là một loại thuốc đấy, mà là chắc vì mà thuốc thì cái này là thảo, từ coi như mình cứ nghĩ là thảo dược đi, nó chắn. rất là tốt cho sức khỏe. Bằng không là mình chữa chữa bằng thuốc kháng sinh rồi các loại thuốc thì nó chỉ tức thời lúc đấy thôi, nhưng mình ăn hàng ngày, mình uống hàng ngày như thế này thì nó là chữa chữa từ từ gốc đấy. Cho nên Vâng. là mọi người cứ chịu khó nghe em Ma nói chuyện, đọc sách đọc báo, và chúng ta sẽ linh hoạt trong cái cách mà mình sử dụng, mình dinh dưỡng thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Mình sẽ Vâng. không phải tốn tiền thuốc thang. Thực ra các bạn cứ nghĩ là cái tiền thuốc ấy, thực ra nếu mà một bạn chỉ đi chữa một lần nó rất là nhiều tiền, mà có thể chữa được chỉ được một thứ bệnh tới đấy thôi và trong cái lúc đấy thôi. Thế nhưng cái dinh dưỡng này là nó lại lại rất là bao hàm, nó chữa được, không phải là chữa mà nó chữa tự chữa lành, mà trong không phải là một bệnh đấy, nó được toàn diện, nó được tất cả các thứ. Ví dụ chị nghĩ ví dụ như tiểu đường này, hay là tuyến giáp này,
hay là đau vai gáy cổ không, tức là nó thải độc thì nó rất là từ mọi thứ bệnh nó đều đều được được hỗ trợ rất là tốt. Vâng. Đấy. Đấy. Có nghĩa là mình áp dụng một chế độ ăn uống là mình sẽ chữa được tất cả các vấn đề bệnh lý. Đúng Vì rồi. Thông thường một người bị bệnh là không phải họ bị một bệnh mà họ bị nhiều bệnh đi kèm. Đúng. Đấy, đúng không? Bởi vì nó cùng cùng một cái chế độ ăn uống mà, đúng không? Đấy, bởi vì ngày xưa chúng ta không biết chúng ta ăn cái gì cũng theo ý muốn của chúng ta không rõ về dinh dưỡng. Do đó là chúng ta ăn sai cho nên chúng ta mới bị bệnh, bệnh nọ bệnh kia, đúng không? Bệnh tuyến giáp, bệnh đường tiêu hóa, bệnh giấc ngủ, bệnh da liễu. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta ăn uống tốt rồi, chúng ta thay đổi toàn bộ cái chế độ ăn uống thì tự dưng các bệnh khác của chúng ta cũng được chữa lành. Thì nó giống như kiểu một cây thôi. Nếu như mình chăm sóc cái cây đấy, cái hạt giống nó tốt thì cây đấy quả lá nó rất là tốt. Nhưng mà nếu như mình cho cái hạt giống đấy là cái hạt giống sai thì cây đấy nó sẽ làm sao không có lá, không có quả, hoặc là quả nó sẽ sâu như nào đó. Đúng, Đúng tương rồi. tự như thế. Cơ thể của chúng ta nó là một hệ thống như thế. Nếu như chúng ta chữa bệnh, chúng ta sẽ chữa tận gốc bằng một cái phương pháp nhất định là hãy tập trung nhiều nhất vào dinh dưỡng. Là khi chúng ta điều chỉnh được về dinh dưỡng rồi, giấc ngủ của chúng ta tốt rồi, tinh thần của chúng ta nó cũng tự dưng nó được giải quyết. Đấy, tất cả mọi thứ nó được giải quyết. Thì đấy là một trong những cái thành công tuyệt vời của tất cả anh chị em mình. Và hy vọng là tất cả mọi người kia hãy lắng nghe câu chuyện này để cùng nhau cố gắng. Sẽ có những người không tin, nhưng mà thôi, hầu hết là tất cả chúng ta, ngay bản thân em cũng thế thôi, chúng ta thường trong những lúc chúng ta khó khăn, chúng ta trải qua những giai đoạn bệnh tật, đau ốm yếu, chúng ta mới tìm sự giúp đỡ. Và khi chúng ta tìm được sự giúp đỡ rồi thì chúng ta mới nhận ra được điều đó nó tuyệt vời. Đấy, còn người bình thường thì họ không có mặc kệ, đến khi nào họ ốm họ mệt thì họ mới đi tìm, còn bình thường thì họ mặc kệ đấy. Nhưng cũng có những người là để những lúc mệt quá rồi họ không còn cái cơ hội nữa đấy. Còn cũng có những người may mắn như chị em chúng ta đã tìm được cái giải pháp ngay lúc ban đầu, là chúng ta đã tự chữa lành được của mình rồi và chúng ta đang làm rất là tốt. Cho nên là chị cố gắng duy trì cái hành trình chữa lành của chị đang làm rất là tốt. Và chị em chúng ta hãy cố gắng chia sẻ những cái câu chuyện thành công của mình để giúp đỡ những người mà họ thực sự cần giúp đỡ, bằng cách là chúng ta cứ gửi họ vào những cái nhóm group của mình, hay là theo dõi Emma chia sẻ, hay là đưa cho họ uống cái công thức nước ép này mình làm chẳng hạn, thấy hưởng xem có ngon không, họ ngon là mình cũng biết ngay rồi, đúng không? Không cần nhất thiết, cứ dần dần theo thời gian đấy. Và cái việc của chúng ta làm đây là làm thiện nguyện để giúp người khác đấy, chứ không phải là vì lợi ích đấy, mà chúng ta đang muốn là mọi người hãy tự chữa lành cho chính bản thân mình, dùng chính bữa ăn của chúng ta nó là thuốc chữa bệnh đấy. Bỏ cái quan điểm thuốc là cứ phải là những cái viên nhỏ nhỏ ấy xin đi đấy, mà thuốc của chúng ta chính là những cái bữa ăn của mình, nếu như chúng ta biết lựa chọn chế biến đồ ăn healthy, kết hợp thực phẩm đúng cách đấy, hiểu được bản chất nó thì chúng ta sẽ hạn chế được bệnh tật, hoặc là khi bị bệnh chúng ta sẽ bình phục rất nhanh chóng đấy, đúng không cả nhà?